Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa nhập phát triển được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ 30 phút trên kênh BRT. Tâm điểm của chương trình Hòa nhập phát triển hôm nay là thành phố Bà Rịa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Liên đoàn Lao động huyện Long Điền phát động tháng công nhân năm 2018. Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc giám sát các mỏ khai thác khoáng sản. Mở đầu phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay là những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, với chủ đề hành trình trải nghiệm tư duy sáng tạo dẫn bước tương lai, các hoạt động hè năm 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa tập trung vào 4 nội dung: giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và pháp luật, hoạt động học tập, ôn luyện văn hóa, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí và rèn luyện kỹ năng, tổ chức hoạt động tình nguyện. Trong dịp hè năm 2018, các đơn vị địa phương của thành phố Bà Rịa tập trung phổ biến các luật về trẻ em, giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, huy động lực lượng giáo viên trẻ mở các lớp ôn tập về văn hóa, bổ trợ kiến thức cho các em ở vùng sâu vùng xa, vận động các mạnh thường quân tặng quà, trao học bổng cho học sinh trong chương trình tiếp sức đến trường. Ban chỉ đạo hè các xã phường tổ chức bồi dưỡng trang bị kỹ năng cho các thanh thiếu nhi, đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống, thực hành xã hội, phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tăng cường các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh như trại hè, câu lạc bộ thơ văn, học kỳ quân sự, tìm kiếm tài năng trẻ, chương trình văn nghệ, thể dục thể thao. Thành phố Bà Rịa có 3 xã là Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2017 với xuất phát điểm đạt từ 9 đến 14 tiêu chí. Sau gần 7 năm thực hiện, cả 3 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, 100% đường giao thông nông thôn, đường trục xã, liên xã, thôn xóm tại 3 xã nông thôn mới Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng được cứng hóa, nhựa hóa, các trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 44 triệu đến 48,5 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn dưới 1%. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt từ 92 đến 96%. Tỷ lệ bình quân người tham gia bảo hiểm y tế là 86%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%. Với những kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa đang lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân phường Kim Chinh, thành phố Bà Rịa tổ chức 168 buổi tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hơn 5.100 lượt cán bộ hội viên, kết nạp 49 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 549 hội viên. Hội đã xây dựng được 19 hội viên cốt cán, giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp 2 hội viên ưu tú, thành lập và duy trì hoạt động 5 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, trang bị 5 tủ sách pháp luật tại phường và các chi hội khu phố. Trong 5 năm qua, thông qua 5 tổ tiết kiệm và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, Hội Nông dân phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa tạo điều kiện cho 290 hộ vay gần 7,5 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh. Vận động hơn 44 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân trợ giúp hội viên nghèo phát triển sản xuất. Với sự vận động của hội, 65 hộ nông dân có kinh tế khá đã giúp cho 120 hộ khó khăn với số tiền gần 100 triệu đồng. Đến nay, toàn phường Kim Dinh có 1.959 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tại Đại hội Nông dân phường, các đại biểu đã bầu ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 11 thành viên. Hội chữ thập đỏ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa vừa phát động tháng nhân đạo tháng 5 năm 2018 với thông điệp chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi. Trong tháng nhân đạo, Hội chữ thập đỏ xã Hòa Long huy động người dân, các mạnh thường quân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đẩy mạnh công tác trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện trong cộng đồng. Tại lễ phát động tháng nhân đạo năm 2018, Hội chữ thập đỏ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa trao tặng 7 xe lăn, 1 xe lắc cho các hội viên già yếu, bệnh tật với tổng trị giá 15 triệu đồng. Trao 100 suất quà cho hội viên nghèo khó khăn trị giá gần 18 triệu đồng. Kinh phí trao tặng xe và quà do Hội chữ thập đỏ xã vận động từ các mạnh thường quân tài trợ. Việc được tặng xe lăn xe lắc giúp những người già yếu bệnh tật giảm khả năng vận động, thuận tiện hơn trong sinh hoạt và cuộc sống. Đau rồi, 6 năm nay
con xe này đi tới đi lui trong nhà với mát mà, đi lên xuống xe đỡ đỡ. Xe lăn này là chữ thập đỏ cho tôi mừng quá. đi được thông thả lắm, vui lắm. Ngoài các phần quà trao tặng tại lễ phát động trong tháng nhân đạo, tháng 5 năm 2018, Hội Chữ Thập Đỏ xã Hòa Long vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kịp thời một áo quan cho hội viên nghèo qua đời, trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 65 triệu đồng. Nhà máy bên cạnh chúng tôi đều có những cái tổ chức phát quà cho những cái đồng bào, những hộ người nghèo khó khăn trong cuộc sống. Tất cả coi như là các hoạt động có mục đích là từ thiện để giúp cho một phần nào ổn định cuộc sống của bà con. Thì ngay từ đầu tháng, Hội Chữ Thập Đỏ đã nhận kế hoạch của thành phố thì bắt đầu xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động trên loa đài, rồi đi trực tiếp thăm nhập vào quý mạnh thường quân thường làm từ công tác xây nhân đạo để kêu họ cùng ủng hộ và đồng hành cùng cái hưởng ứng cái tháng nhân đạo này. Thì từ hoạt động đó thì cũng qua phần góp phần cho giúp đỡ cho hội viên trong gặp hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người khó khăn trong điều kiện đi lại, góp phần an sinh xã hội trong toàn xã. Nhiều hoạt động ý nghĩa đang diễn ra trên địa bàn xã Hòa Long trong tháng nhân đạo, góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, tạo động lực giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Những ghi nhận tại huyện Long Điền sẽ nối tiếp thông tin địa phương trưa nay. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động huyện Long Điền vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2018. Đến dự có ông Châu Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng hơn 1.000 công nhân của 10 công ty doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động huyện Long Điền đã phát động phong trào thi đua nhân tháng công nhân năm 2018 thông qua việc vận động người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Tại lễ phát động tháng công nhân năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện Long Điền trao tặng 200 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Hội khuyến học thị trấn Long Hải, huyện Long Điền vừa tổ chức tổng kết và trao học bổng Minh Đạm cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học khuyến tài, trong năm 2017, Hội khuyến học thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình học tập. Đến nay toàn thị trấn có 3.249 hộ được công nhận gia đình học tập. Công tác vận động quỹ khuyến học Minh Đạm tại địa phương lan tỏa mạnh mẽ. Qua số tiền 120 triệu đồng vận động được từ các mạnh thường quân, hội đã khen thưởng và trao 356 suất học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Tại lễ tổng kết và trao học bổng Minh Đạm, Hội khuyến học thị trấn Long Hải trao 280 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Trao 26 suất học bổng, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Thông tin ghi nhận tại huyện Đất Đỏ sẽ tiếp tục chương trình. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 400 giáo viên, học sinh trường Trung học cơ sở Đất Đỏ và Long Tân. Thạc sĩ Tô Nhi A, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, giải quyết tình huống để phòng chống bạo lực học đường, xây dựng những mối quan hệ bạn bè thân thiết trong sáng. Những kỹ năng giải quyết những vấn đề khó khăn gặp phải trong cuộc sống cho giáo viên, học sinh trường Trung học cơ sở Đất Đỏ và Long Tân, huyện Đất Đỏ. Những nội dung tại hội nghị nói chuyện chuyên đề phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em, giúp giáo viên, học sinh hai trường bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng nhằm góp phần đẩy lùi những hành động bạo lực, ngăn ngừa nguy cơ trẻ em bị xâm hại tình dục. Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Đất Đỏ đã kiểm tra 286 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, thực hiện test nhanh 160 mẫu thực phẩm. Qua đó phát hiện 23 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 7 cơ sở, với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, huyện Đất Đỏ tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các chiến dịch truyền thông, tăng cường thanh kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, yêu cầu các hộ sản xuất kinh doanh rượu ký cam kết không sử dụng cồn công nghiệp.
Trong thời gian tới, huyện Đất Đỏ tiếp tục tăng cường kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh lương thực thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, qua đó xây dựng môi trường kinh doanh thực phẩm an toàn, lành mạnh, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng. Tiếp theo là những thông tin ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Hội đồng Nhân dân huyện Xuyên Mộc vừa giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường tại hai đơn vị mỏ đá xây dựng và mỏ đất Tần Phủ thuộc trường bắn khu vực 3, xã Tân Lâm, mỏ đá xây dựng và mỏ vật liệu san lấp, xã Phước Tân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Tuấn. Qua giám sát thực tế, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân huyện Xuyên Mộc ghi nhận các đơn vị khai thác đất đá, vật liệu san lấp tại xã Tân Lâm và xã Phước Tân chấp hành đầy đủ các quy định pháp lý về quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Công ty có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định phê duyệt trữ lượng, hợp đồng thuê đất, thủ tục môi trường, giấy phép khai thác, tiền cấp quyền khai thác, tiền ký quỹ bảo vệ môi trường và tham gia các khoản đóng góp cho địa phương. Về hoạt động khai thác, các đơn vị đã thực hiện đúng theo giấy phép khai thác. Đoàn công tác Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với các sở ngành tổ chức kiểm tra kết quả giảm nghèo năm 2017 và việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo năm 2018 tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội đánh giá cao những kết quả đạt được của địa phương trong việc triển khai thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, đồng thời yêu cầu xã Hòa Bình nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo xã, rà soát lại chính xác số hộ không có khả năng thoát nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách dân số đối với hộ nghèo, mở lớp dạy nghề phù hợp với trình độ nhu cầu của người nghèo. Báo cáo với đoàn kiểm tra công tác giảm nghèo của tỉnh, lãnh đạo xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc cho biết, đầu năm 2018, xã có 151 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,4% tổng số hộ dân. Đến cuối năm nay, địa phương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,5%. Để thực hiện mục tiêu đề ra, xã Hòa Bình đã cấp hơn 1.200 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hộ thoát nghèo, miễn giảm học phí cho 50 học sinh thuộc hộ nghèo, lắp đặt đầu thu kỹ thuật số mặt đất cho 137 hộ nghèo, hỗ trợ hơn 150 lượt hộ nghèo vay vốn với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Mở hai lớp dạy nghề giải quyết việc làm cho khoảng 50 lao động. Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thực phẩm an toàn, tiện lợi phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình kết hợp với du lịch, nông nghiệp, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc sản tại khu vực biển Hồ Tràm, xã Phước Thuận. Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 ngư dân, các hộ kinh doanh ven biển Hồ Tràm và lãnh đạo các sở ban ngành, liên minh hợp tác xã tỉnh. Kế hoạch kết hợp du lịch nông nghiệp ẩm thực và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc sản của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp dịch vụ thực phẩm an toàn, tiện lợi hướng đến mục tiêu hình thành mô hình liên kết sản xuất kinh doanh có hiệu quả bằng hình thức kết hợp giữa du lịch ẩm thực và giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc sản của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại bãi biển Hồ Tràm với du khách, qua đó tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Các hạng mục của dự án gồm bãi giữ xe, khu vực ăn uống, khu cắm trại, khu nghỉ dưỡng, khu chợ trưng bày và mua bán hàng nông sản, xưởng sơ chế thực phẩm an toàn, bãi tắm công cộng với tổng diện tích 4,4 hectare. Tổng nguồn vốn thực hiện khoảng 20 tỷ và triển khai thực hiện khoảng 10 tháng. Sau khi hoàn thành các hạng mục, hợp tác xã sẽ kêu gọi những hộ bán hàng rong và ngư dân đi biển tại huyện Xuyên Mộc vào tổ hợp tác. Các hộ được bố trí chỗ ngồi buôn bán ổn định, được hỗ trợ mặt bằng và tuân thủ các quy định của hợp tác xã về niêm yết giá bán, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Những thông tin được ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ sẽ khép lại chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động năm 2018 với sự tham gia của gần 400 vận động viên là công nhân viên chức lao động đến từ 30 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã. Các vận động viên tham gia hội thao công nhân viên chức lao động thị xã Phú Mỹ tranh tài 7 nội dung gồm kéo co, đi xe đạp chậm, đập heo đất, đẩy cây, nhảy bao bố, nhảy dây tập thể và vật tay. Hội thao là cơ hội để công nhân viên chức lao động thị xã có điều kiện giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, góp phần đẩy mạnh hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động tại đơn vị địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ đã trao 48 suất quà, mỗi suất gồm 10 kg gạo và 400.000 đồng tiền mặt cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn.
Thưa quý vị, được xây dựng vào năm 2014, chùa Như Ý ở xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh thường xuyên của người dân địa phương. Câu chuyện về đất và người Bà Rịa Vũng Tàu, mời quý vị cùng tìm hiểu về ngôi chùa này. Quần thể chùa Như Ý rộng khoảng 4 hecta, chùa được xây dựng theo phong cách kiến trúc Phật giáo Nam Bộ, thiên về chạm khắc mang yếu tố hiện đại với ba gian, ở giữa là chính điện, hai bên là văn phòng và trai đường. Chính điện khá rộng, ngoài việc trang trí các bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, còn được chạm khắc các điển tích truyền thống của Phật giáo như Phật Đản Sanh, Phật Giác Ngộ dưới cội Bồ Đề và Phật Nhập Niết Bàn. Hành lang chính điện được bài trí theo phong cách chuông trống Bát Nhã, trống bên trái, chuông bên phải. Phía sau chánh điện bài trí và thờ phụng Tam Thánh Tây Phương gồm Đức Phật Di Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai bên có hàng tượng Thập Bát La Hán bằng đá được chạm khắc công phu. Nằm trong khuôn viên chùa Như Ý có hồ Tịnh Tâm rộng khoảng 2 hecta. Bao quanh hồ là 72 pho tượng Phật Quán Thế Âm tay cầm bình nước cam lồ ban phát phước đức cho chúng sinh. Ngoài chức năng là kiến trúc cho cảnh quan của chùa, hồ Tịnh Tâm còn là nơi trữ nước trong mùa nắng và điều hòa khí hậu cho khu vực quanh vùng. Ngôi chùa Như Ý này thì nó là một trong những ngôi chùa được hình thành rất là trẻ so với huyện Châu Đức. Đầu 2013 thì được sự đồng ý của giáo hội cũng như với cấp chính quyền là cho chúng tôi về để nhận ở nơi đây để mà xây dựng. Thì khi chúng tôi về thì trong vòng mấy tháng thì chúng tôi đã làm thủ tục xin phép xây dựng. Và đầu năm 2014 là đặt đá tháng 3, đặt đá xây dựng ngôi chùa Như Ý này. Và sau 15 tháng là ngôi chùa được khánh thành. Và tới ngày hôm nay thì có thể là hoàn tất, có thể được gọi là 80%. Mỗi đợt lễ Tết như Phật Đản, Vu Lan Báo Hiếu, lễ cầu an ngày rằm, chùa Như Ý đều tổ chức các hoạt động thiện nguyện, thu hút rất đông người dân địa phương và khách thập phương tham gia. Phong cảnh ở đây là chùa đây là phong cảnh đây thấy là rất thích. Thầy trụ trì đây là dọn dẹp rồi trang trí là rất đẹp. Ai thấy thì cũng mến, cũng thích nên đến chùa đây. Đến chùa để mà tham gia tụng kinh rồi lễ Phật, rồi mình lúc nào có Phật tử là tới làm công quả thì mình đến mình nấu ăn. Thì nói chung chùa thì cũng rất là vui, mình tới mình cũng rất là thích. Đó thì tại cái phong cảnh này cũng mát mẻ mà sống chùa ở đây thì cũng rất là nhiều Phật tử thì cũng thích ngôi chùa này cũng đẹp á. Có nét kiến trúc độc đáo trong không gian làng quê yên bình, nhiều người dân địa phương và du khách thường xuyên đến chùa Như Ý để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên trong lành và cầu mong những điều an lành tốt đẹp trong cuộc sống. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay xin kính chào tạm biệt. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.